xăm đó là Photoshop lên đúng không? Ừ, thằng xăm là Photoshop. Photoshop xăm lên rồi. Đù ở bên bang Witness là bang gì? Witness ở bên Georgia. Ôi anh hả? Nó đọc là Witness hả? Ờ. Nó mới Police nó mới phát hiện ra cái nhà kia chứa 35 triệu tiền mặt. Phải. Triệu đô á hả? Ừ. Ủa, chứ giờ nó chứa tiền mặt vậy nó không được hả? Không được phép chứa quá nhiều tiền mặt hả? Ừ. À. 35 thì em, triệu. Em nghĩ là tiền mặt, cầm tiền mặt thì chỉ có bọn cướp ngân hàng thôi. Nó sẽ tịch thu. Tịch thu luôn hả? Thế là tịch thu rồi đó. Cái bao nhiêu phần trăm ạ? Tùy. Bữa nói em rồi đó. Vì người thường là thuế tận 10%. Như Riz nó làm nè là thuế phải 35%. Ngày xấu ghê phụ vậy. Đúng Nhật. Nhật ơi. Nhật. Mình đóng thuế có ngàn mấy à? Bao nhiêu phần trăm? Ờ không biết nữa mày. Ngàn mấy mà trên mấy trăm? Ngàn mấy một tháng á hả? Mình đóng thuế 1.000 mấy/năm mà tại mình có con mà. Ồ đúng rồi quên. Có con thì được thấp xuống. Em cũng biết bao nhiêu nữa, em không quan tâm tới. Khao clear mọi người ơi. Qua khao đây. Nhưng mà ngã ba có chấm 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 chấm. Ngã ba đuôi cá. Ngã ba. Ngã ba tự thật. Mình sập xin khi ba đang ngủ dưới nhà. Nhá ba chuồng chó. Gần nhà ghê quá. Trời gã năm trước lộn. Nhá ba gần nhà ghê mà. Chỉ gã năm gần nhà ấy. Không ý là gã năm á. Nghe rõ. Gần nhà bạn gái ghê. Alo. Anh Khao bắn M24K anh Khao. Bắn K2. Hình như anh bắn tác hả? Đúng rồi. Chính thì không có, toàn cho cái gì không. Ừ. Còn cho ba cái đầu quỷ gì không. Không có ba lô ta. Coi chừng là nó đẩy qua nha đi. Đồ đáng đây mà. Ồ nó gần đây à? Oh shit. Chấm kìa. Tưởng ngã ba kia. Ngã ba nào? Ngã ba này. Ngã ba tình. Chấm ngã ba kìa. Ngã ba này à. Nó bốn thằng nó chia lúc nhanh lắm á. Bà đành con sợ gì. Đúng không? Bắt bá thì ngồi coi phim thôi. Có gì anh Cao? À, viết sắp à? À. Rồi, hiểu biết nói gì luôn rồi. Mà anh nhớ viết sắp là viết sắp của 25-26 luôn rồi phải không? Nhưng mà nó raw phải không? Nó đâu được SD đâu phải không? Ồ, SD luôn rồi á. Bây giờ mấy cái đó làm lẻo ha.
của cây barrel đâu rồi ta? Em mới thấy. Tại sao cái từ đó lại gọi là barrel nhỉ? Barrel mà. Barrel mà. À không, em nhớ nhầm, con kia nó ghi là barrel. Ri là tập thể Việt Nam. Barrel. À nhầm. Wow, bắn nhiệt quá ta. Anh bắn AK không anh Khao? Đổi em cái đó. Cái gì? Chấm. Em đang nghe chấm anh luôn. Em từ nhà dài qua luôn á. Mà em mới thấy nó đâu đây nè. Không biết mình có gặp lại nhau không. Ừ. Xem bạn nó cô đó. Có scope mà ai lấy không? Có. Cấp 4. Cấp 4 nhiều lắm anh Khao đi hồi là. Ok. Thương Dục nha thương. Đù nó chạy vô tắt móc kìa anh em à. Chạy xe vô tắt móc kìa. Đâu anh Khao? Đây đem cầm rồi. Khẽ thôi cưng à. Vô tắm bóc. Vô tắm bóc rồi à. Đây cho bọn em này. Không nhờ cho bọn em này. À nó không có cốp. Mẹ rồi bắn được nguyên vào người chạy thôi. Có cốp không? Nó ở đây rồi nè. Chấm nè. Thôi bọn em rồi nè. Và chúng người trời. Có ai có dư cốp không vậy? Không. Trong Khao có. Có lực. Có ai cần chích phát không? Đâu rồi ta? Mọi người giết đi. Mình cung cấp mình không giết đâu. Bò nữa. Đi bò à. Không thấy luôn. À nó bỏ trong khu nhà đó nha. Mấy thằng vậy không? Em thấy hai. Còn trong cái nhà dài á, nhà dài bên trái á. Ừ. À không phải, cái nhà dài thôi, không có bên trái. Nghĩ sao bắn mình vậy trời. Excuse me. Thank you.
Mà thầy 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 quả là đã từng trước mặt luôn. Lúc mẹ thiệt luôn á. Đi ex đi tìm người subscribe. Giang chứ. Ủa Ricky đâu thương. Ricky đâu may thương. Đứng rồi. Giang. Thế cái kia rồi. BM ring em á. Không, hồi sáng chơi á. Ricky đâu thương. Hỏi Ricky hoài luôn. Hỏi ủa rồi còn kêu ủa 99 thật đó hổ. 99 là men vậy cha. Tại vì thằng Giang nhìn nó khác hẳn. À nó dẫn tử nghiệp kinh chính hả? Giang á anh. À. Ừ, rồi sao? Dạ. Em nói cô nào cho số điện thoại liên lạc kêu với nó cứ bảo là giống Lương Thế Vinh ghê. Giống ai? Lương Thế Vinh á. Lương Thế Vinh là Tình Yêu Hoa Gió. Cái bài Tình Yêu Hoa Gió anh. À, không biết nữa. Cái gì? Không nghe nhạc Việt hả? Tại vì em nghĩ cái bài ấy là cái thời của anh. Anh cũng không biết bài đó. Trời, không biết luôn hả? Ừ. Biết Kimochi đó không thì biết. Kimochi là biết, đó, mấy đó là. Nhảy đâu ta? Okay. Ikku đồ. Ikku. Cảm ơn các bạn không biết. Nó biết kẻ like rồi anh. Kẻ like là sao? Kiểu không biết như hả? Là hồi xưa mình học không, kẻ... Mình kẻ cho đều bởi vì kẻ là hơi bị chuẩn luôn, nhắm mắt cũng kẻ được luôn. Bởi vì người ta nói là tình anh em mà còn bền lâu là do thằng kẻ like. một team ngoài khao. Hai team à. Dạ. Không, em phải đi. Nè, bóp bóp gì kiếm tiền á. Tối ba không có tiền đâu. Chấm cũng có. Ý là hút thuốc phiện á hả? Đúng rồi. Em không coi mấy thứ clip bình thường hả? Nó kẻ. Nó kẻ xong nó hút, nó hít trên bàn á. À, làm em cứ tưởng. Cái đó chặt ke. Còn bạn em nó hay làm mấy cái video kiểu hút muối mì tôm á. Muối mì tôm. Ờ hồi nhỏ mình hay kiểu ăn muối mì tôm á. Đó từ từ người ta nói là bột mì. Ờ. Giờ chống của em có người nha, khao hai team nha. Một mà, thấy có 4 đứa mà. 5 đứa, ít nhất là 5 đứa. À 6 đứa chứ. It's only 4. AK nhớ em nè. Rồi, em đủ rồi đó. Let's go. Một bình máu, một bình nước. AK em hả? AK em hả? AK em hết rồi nha. Còn xuống như không có đạn đâu. Có đạn rồi. Ui, trước mặt mình luôn. AK em đâu vậy?
ngay ngay ở ngoài đây nè, ở ngoài đây có nè. Quá trời mà trong kho cũng quá trời. Ôi dạ. Nó hết rồi mà. Trên container. Biết ở ngoài chỗ gheo chấm cũng còn 60 viên hay. Vui mừng 24 này. Chúng mày em nè. Hả? Gì cũng cứt, nghe nói khoái lắm. Dẹp đi. Không. Ủa sao lâu vậy? Can you guys tell me what am I doing here? What am I doing here? Ủa nhớ mình đóng chữ R mà sao nó không chịu giết nó. Tụi nó đang tìm chỗ chấm. Ủa quên nữa, nãy em hỏi anh Khao sao anh Khao không trả lời em. Em hỏi anh Khao buổi nay uống Rocket 1 giờ gì mà on trễ vậy? Này trả rồi, trả lời rồi mà. Trả lời rồi mà. À, ông nói ông ngủ mới dậy, ông đâu liên, ông trả lời cái vụ một Rocket 1 giờ đâu. Khi là có nghĩa là không uống đó. Nó còn để dành đó. Để dành. Còn để dành luôn hả? Sẽ đợi vào một ngày sinh nhật hay là ngày gì đó. Sinh nhật. Special đây. Có lạnh không? À vậy là bữa nay mặc boxer phải không? Bữa nay mặc boxer ngày màu. Bữa nay mặc boxer màu gì? À màu xanh luôn á. Hấp dẫn. Hôm kia gì thấy vợ anh Khao nghe trong stream của anh Khao luôn. Có. Có lại hung đồ cái kiểu. Chưa thấy bao giờ. Chưa thấy vợ anh Khao bao giờ. Như hôm qua hôm kia ta. Lại đồ cười cười đồ. Không cái bắp. Sướng nha. Đâu sao chim mờ. Anh Khao kêu vợ anh Khao qua anh Khao ấy. Hung lại cho em coi lại coi. Sớm mà. Nó nhìn Wings cái chuyện thèm quá ta. Nó vừa vô bấm trích của ổng cái nó lên cái ad. Nhìn ai? Wings Stop. À Wings à. Ồ, Wingstop ngon em. Bên mình cũng có Wingstop nữa. Nhưng mà game thích ăn Buffalo Wild Wing. Buffalo Wild Wing hả? Ừ. Hình như bên mình không Buffalo có. Buffalo Wild Wing. Wild Wing hả? Hình như bên hồi lúc mà cách đây một tiếng mà mình có ăn cái Buffalo Wing à.
Ủa, nhảy đâu giờ cao bông hả? Thương ơi, nhảy kìa em. Từ từ em in cạc cái. Gì gì in cạc play đua. Ờ, cái người mua hả? Nó mua thiếu, có chịu ghê. Mua thiếu, what the fuck? Mua thiếu. Ừ. Có nghĩa là, đúng chờ gáo luôn. Có nghĩa là nó bảo là bây giờ anh có 1 triệu 2, anh chuyển khoản cho em. Trước 1 triệu 2, em nghĩ anh cạc 1 triệu rưỡi. Đó. Tại sao mua 1 triệu 2 ha? Yeah, thiếu thì nó cần 1 triệu rưỡi. Không thì ý là ví dụ 1 triệu rưỡi là để làm gì chơi? Đồ này như thế nào đó, nó mua của em chắc phải 50 triệu tiền cạc rồi. Rồi, đồ này luôn mình. Ai clear nha. Clear nha mọi người. Ừ. Không, nó không bao giờ donate cho em, cũng không bao giờ thuê em. Khoảng thời gian đầu em làm á, thì nó có donate và thuê thôi. Bây giờ không? Nghe buồn vậy. Sao đâu, em thấy bình thường. Nó giờ mua thôi mà. Giờ có em thấy mà. Em buồn. Giờ có ghê mà. Ít nhất ví dụ, giờ, ít nhất nó mua giờ xong rồi. Giờ có ghê mà. Nói gì vậy? Em đã lời 50% cho nó rồi mà. Oh, yeah. Ví dụ như một... Ví dụ như 1 triệu rưỡi thì em lời khoảng 80 ngàn đó rồi. Ồ, lời cũng ok mà, nếu mà lời 1 triệu rưỡi. Tại vì hồi xưa thực ra là hồi xưa là em đáng lẽ là 150. Được 150 nhưng mà em không có lấy theo kiểu 10% như mấy đứa kia hay bán, hiểu không? Thì em kiểu em chuyển tiền về tài khoản thôi. Ừ. Mà kiểu như nó mua nhiều quá thì em mới bắt đầu em tính là 5% thôi. Má không nhận. Để chuột nhanh đã khó rồi, má để chuột chậm lại còn khó dữ. Má bắn biết khi nào mới quen lại đây. Nghèo như thế này thì đúng quá trời AK. Có SLG nè. Trời ơi, chú cha mù mặt ơi. Ủa vợ Nhật người gì? Người Huế. Vậy hả? Ủa mà sao nghe giọng Việt Nam mà? Để lộn mới nghe giọng Sài Gòn mà. Em nghe giọng kiểu Sài Gòn miền Tây á. Đẻ ở Sài Gòn. Là giống như là bên ngoại á là còn gốc Huế nhưng mà tới mẹ của vợ mình á là về Sài Gòn ở rồi. Hiểu không? Là lớn lên từ trong Sài Gòn. À vậy thì đâu phải quê Huế đâu. Gốc Huế, người ta là gốc Huế. Hiểu không? Kêu hồi đó bên Arizona kêu có chị kia người Huế á. Mà bả là hồi đó là bả trong nhà kiểu vua chúa luôn. Ồ vậy. Ừ, tên dài lắm gì, tăng nữ gì đó. Tăng tôn, nữ, tăng tôn nữ. Ờ, tôn tăng tôn nữ. Tôn nữ tại Thị Nhật Long. Với lại vợ mình có nói biết nói tiếng miền Tây là hồi xưa có lúc mà quen thì về quê mình chơi, ở quê mình cũng thời gian mà. Chị cho nó bây giờ mà đi lại cái gọi cái miếu á, và cái miếu mà cái gọi cái thờ mà mấy cái nhà họ hồi đó đó. Đền thờ họ. Ờ có tên bãi trên đó. Gia Phả. Đền thờ mà có tên luôn hả? Bãi đền thờ Mỹ là Gia Phả gì đó hay biết. Gia Phả là em nhà em có Gia Phả mà. Đền thờ họ. À history. Đền thờ họ. Nhà em có. Cái dòng họ nhà em dài loằng ngoằng. Vậy là nhà em cũng là vua chúa. Ừ. Không phải vua chúa. Nghĩa là cái dòng họ nó lớn thôi. À. Dòng họ Đinh Chí. Ừ. Đúng lẹ quá thiệt. Mà bây giờ sớm. Really nigga? Really nigga? Mai vậy mua Supreme. Mai Supreme right. Đồ nữa, đồ mà biết là bãi gì đó. Má COCC khác toàn là xài Supreme rồi nọ không? Mua để bán ba, kêu đâu bao giờ cho xài mấy đó. Ờ, ai biết được. Đúng rồi, biết được xài cho má
thì sao? Ừ. Thì kiếm mấy đó lắm. Ê, alo. Ai lần mới nhất vậy ta? Thính kìa, thính. Tiếp em. Đâu, đâu thấy đâu. 15, 15. Trời xa vãi. Vãi. Vãi cả xa. Có ai có đuôi mà vốn vậy cho xin ơi. Mơ đi bạn. Đừng còn có cho bạn. Xa hơn chấm của game một chút. Có nào. Thiệt là khó quá. Có bên khảo. Ôi dạ. Ôi. Tự nhiên em đang hỏi. Cái gì vậy trời? Cái kia ở đâu vậy? Đang loot. I'm looting. Chậm kinh khủng luôn á trời. Nhịp loot chậm luôn á. Nigga, I'm looting right here, nigga. Bắn lúc nào cũng tới chậm cùng chậm nhất. Xem chấm hay rồi thôi, chấm chuẩn rồi. Ôi mấy bạn đi có xa thế. Có thằng lượm. Khác thương rồi, có chừng. Vậy team khác mà team nó. Ờ thì ý là team nó. Ý là có người khác. Ê, mọi người có muốn mình lấy xe lên scout nữa không? Scout gì lên đây mà bắn nhau này. Nốc ở đâu á? Thế là có khói ở chỗ thính ta. Đâu rồi. À rồi thấy rồi. Trong thính có người. Nhà vệ sinh. Ủa trong thính có người. Nó chạy luôn rồi kìa. Nó chạy thẳng luôn kìa. Bắn nó. Nó chạy thẳng xuống như này rồi. Bắn nó. Giết nó. Giết nó đi. Chạy gì đâu. Trong game mà nhát thì ra ngoài đời là được cái gì. Ghê, còn đây cho cha được bảo kê có khác nha. Khác vật thật đi. Cái gì. Kinh quá thế. Quá. Sợ quá. Ủa em là em loot chưa? Ừ. Loot gì? Loot. À. Tại vì giờ này mình đi. Ốp này. Thằng này cầm ốp này. Mình đi loot tiếp rồi. Ê, cho xin góp đi. Lại đây, lại đây. Có bông. Có bốn. Ok, em sẽ làm nên. Xin lỗi nha. Giờ lấy cớp rồi Thịnh ơi. Ờ, à, Nhật ơi. Em sẽ làm nên tất cả. Nghe muốn gì? Đâu? Giờ lấy cớp rồi. Ngay chỗ khói á. Ngay chỗ khói á. Up rồi. Vô khói. Em làm mới. Có cái thằng trên kia lúc chưa? Thằng trên. Bọn này chơi kiểu chạy á ha. Có gấp 6 luôn rồi. Coi em ạ. Tệ luôn. Đúng. Được rồi, gấp 6. Ê. Rồi thấy luôn. Cho bạn em này. Phục viên. Chạy rồi, chạy ra sau rồi. Bắn không? Biết mà cha. Hả? Gì hả? Ba gì rồi đó men. Đâu ta?
em đứng đây mà em không thấy. Nó chạy nãy rồi. Lúc nó chạy em thấy mà. Ở đây 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 đây, hướng em nhìn này, hướng em nhìn này. Bên Yếu rồi, hai bên rồi, hai bên rồi. Không. Xin gạo bắn được không? Ồ bởi vì nãy giờ bắn gạo bắn chút thằng gạo. Thử. Nó dưới này cho chị. Ôi, ôi, ôi. Con nào bắn em kìa, con nào bắn em. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Bên kia, bên kia. Có thằng bắn mình đó. Ừ, đâu rồi? Chạy đi đâu? Có thằng bắn mình đó, hướng hướng 5, hướng 5. Còn nữa chứ mày không. Ở gần. Có dư đạn 7 không? Anh Kha có đạn 7 cho em 10 viên. Nó bị nấp em không thấy được. Bị góc khuất rồi. Mày chắc bồ nó qua không được đâu. Có lấy cái comment không? Có rồi. Comment AR. Ủa thằng bên này giết chưa? Yeah. Giết hết. Ủa nó bắn nữa cơ. Không phải ghi ra đâu. Can you kill BZ silent đó. Ờ kill BZ silent. Ừ. Em nghe tiếng đạn rồi. Nghe tiếng xẹt xẹt. Ừ em nó bắn đi. Không lẽ hai team khác. Đúng rồi chết rồi. Nó bỏ sát mép tường rồi. Em lên đó nha. Ô, nó bắn em nè. Hay lắm. Còn kia thằng kia BZ ở đâu nữa nè. Không xa lắm, hình như nó trên đồi hay sao. Ờ, BZ không nghe thấy tiếng không. Mấy chỗ khu nhà á. Tôi 75 á. Chẳng không thấy. Chạy vô boy, vô boy. Ừ. Ừ. Có ai có dư máu không? Ờ, 8 phết. Ồ, có 1 phết rồi. Ok, em lên. Em đang lên. Không biết là nãy giờ ông lút cái gì luôn á. Cái gì cũng xin, ốp cũng xin, đuôi mà bốn cũng xin. Ủa có cách nào mà okay, mình bấm okay. bấm chấm lại không anh mà không cần bấm chữ M. Insert. Trời sai. Kế chưa đi hết hả? Chấm ngay chỗ mình đứng hả? Ừ. Chứ mà em. Rồi em lụm rồi, em lụm rồi. Có thằng đó, thằng đó. Có thằng khác, có thằng khác, có thằng khác nữa. Có thằng nữa. Phải không? Không biết. Đã nghe tiếng một cái tiếng súng nào khác đó. Hay là thằng đó bắn. Quy bây giờ sẽ lên nè. Ừ, thằng đó đó. Có suppressor hả? SR nè, ai lấy không? Không có rồi. Chậm nha. Bởi vì mình mới xin cái op đó. Chị còn ý xác hả? Cái gì anh lẫn gì? Còn mấy em vứt được cuối cùng luôn á, tại vì em vứt ra. Nè nè, anh cặp còn mấy gì vậy? À không có. Ủa đuôi mà 4 đâu? Đây là mà. Ai có đuôi 4 vậy? Không. Em hỏi. Chào em. Ai thiếu máu không? Máu trong này 4 phút nha. Em cho nhà 4 phút nè. Nè. Vậy, thở mà. Hả? Yes sir. You call me.
Đưa 14 trong này nè. Ok. Hấp dẫn. Chắc nó lên thính hết quá. Ủa đúng rồi, bóng đâu? Ở nè. Cái ba lô nó che lại. Nhìn ấy. Đây còn mẹ bên này anh Khao ơi. Mấy đạn kẻ nó dịu vãi. Một nàng nè. Nó kìa. Dạ còn thiên chấp mặt này. Dạ nữa mày. Em one shot nè, lụm đi. Dạ nữa mày. Dạ nữa. MK nhìn nè. Anh không bắn à? Coi chừng tụi thính nha. Rồi nó bắn mình đó. Em có nó rồi. Em yeah. Ý là nó muốn cho mình bằng nối bọn kia cho cân bằng á mà. Ê ê, cho khi lúc bọn nó đẩy bắn đẩy lên boy. Đấy, ốp còn 8 viên đạn à. Có 4 thằng, 6 thằng à. Đấy. Có một cái mà. Hai cái. Hai cái. Em rút một, anh Khao rút một. Nó chạy lên đồi nha. Đồi trước mặt thương, em. Mai thương gần nó vậy. Nó ngoài bò. Thương ơi, why you always found a way from us? Ôi, là hai team bên đó luôn. Tiếp sau lưng mình nữa nè. Anh đi, anh đi. Em bị thương bên này, em bị thương bên này. Ôi, bỏ bên đây mình vậy. Ôi, bị bắn nè. Đi ạ. Bị bắn, bị bắn, rồi bị hai team ăn lần luôn.
cực quá. Cứu kịp không ta? Cứu kịp, nó chạy lên trên này rồi. Hai thằng nó chạy lên trên này rồi. Đồ cỏ chạy, hai thằng đồ cỏ chạy lên trên này luôn rồi. Còn là bắn nhau rồi. Còn một thằng lẻ gần anh. Nét nghe rồi mà. Anh biết rồi nhưng mà ý là anh tưởng nó quăng anh kia. Không trúng. Rồi nó thằng tắt đi kia rồi. Bên rồi, em nó qua. Xác bò, xác bò. Đâu á? Cái thằng này rất thời bắn kinh vậy ta. Ủa sao nó quăng nét chủ người ta? Anh cứ tưởng anh nghe tiếng nét rồi mà anh tưởng nó quăng thằng kia. Cái thằng mà anh mới ké đó. Cú đó đúng ra mình nên đẩy lên đồi ha. Mình ham quá. Má cái gì vậy ta? Sao đổi tên rồi cả cứ bắn dở vậy ta? Má mình tưởng mày đổi tên rồi mình bắn hay lên chứ ai mà đổi tên mình giận nó vậy. 20 ủa 15 viên ốp. Dưới đường thằng, nóc đường thằng. Dùng mé. Nhiều chết sầm nhất. Cái đầu gheo trắng máu rồi. Nhiều đừng khóc nghe. Thấy người mập ai dị thường. Trường Minh béo. Trường Minh béo? The fuck? Minh béo dễ thương mà. Vãi. My idol. Từ cái hồi xưa em đã thấy nó ghê ghê rồi. He is my idol. No, he is my idol. Họ Việt Nam mà nó bị mấy vụ. My homeboy. Cao xếp. Đó mà không lẽ có thằng cảnh sát nào mà nhìn mặt non chẹt hả? Đúng không? Ý là không, không ý em là cái thằng cảnh sát đó là cảnh sát đi tìm nhưng mà nó tới để nó gặp Minh Béo luôn mà không lẽ Minh Béo nó không biết là thằng này ít nhất phải trên 20 tuổi hả? Nó bắt tại trận luôn mà. Nhiều khi thấy khoai to đẹp trai quá. Vậy là thấy rồi hả? Thấy khoai rồi hả? Khoai đâu, chưa. Thấy rồi. Anh cũng thấy rồi mà. Không ý là thằng đã làm cái gì chưa? Chưa. Làm rồi. Livestream luôn mà. Livestream gì ba? Gửi riêng cho mình coi thôi. Nói cái gì vậy? Homeboy của nó mà đúng không? Homeboy của mình mà gheo nói gì vậy? Một team. Một team. Tầm 3 hai team.
Em mang hai tim, hai tim nữa. Trời ơi, rớt xuống dưới rồi. Thôi cho mình clear màu quá. Rồi. Có con người. Nó dưới hả? Chắc vậy. Hồi chuông có luôn. Dưới đây có ngoài chuông. Ngoài chuông. Chuông nhập nhà vòm hả? Đó, cho em nhìn này. À. Dưới đây có không? Xuống luôn không? 1, 2, 3, nhau. Đi ra chỗ khác chơi nè, nhanh lên. Chết mẹ té hả? Đi qua mẹ đi. Đi qua mẹ đi. Mẹ qua mẹ chơi nè. Gái mình trang như con trai. Gái mình trang như con trai. Nó vô rồi nè. Đi chơi lên nè. Kêu cũng nóc một. Lộn lộn, sorry anh Cao, sorry anh Cao, sorry anh Cao. Hết hồn. Trên đây có giáp 2 nè anh Cao. Em bị nó bắn đáy giáp anh rồi. Không, tại thấy hai thằng hồi nãy có thằng áo trắng nữa. Rồi bắn rồi. Thấy áo trắng tưởng nó anh. Cứu hồn. Tâm bàn có nha. Sao mổ hoài, nghĩ sao hoài mà công vô rồi trời, suy nghĩ giống như mấy ba. Nhưng mà sao nó không nhảy vô nhờ? Nó một tim mà nó nhảy ra ngoài, chắc nó thấy nó tới sâu rồi. Thương, thương, nhìn anh nè. Dạ. Quay qua đây nhìn. Được rồi, nó ở chuông á, nó ở chuông á, nghe nhà vòm á. Chuông gần nghe phải không? Không, chuông nhà vòm rồi. Có máu. Đó rồi anh. Nè nè. Đẩy qua luôn nè, đẩy qua luôn nè. Nói chồng hay nói sao kìa? Nói chồng, nói chồng. Nè nó ra nè. Bình thường nè, em có bị choáng không vậy? Đoán đi. Đoán xem. Trời ơi, đéo mới chạy đường nào, nó chạy đồng tròn luôn. Ủa, clear hả? Mên. Mày đại thoại, ủa em có bị chán không vậy hả? Satan đi hả? Dạ, cho chó này nè, dạ. Cầm gì hả? Trời ơi, nhìn nè, nếu quả choáng vô thì bị tắt. Vá cứt. Chắc mặt nó kìa. Hiền á. Nó mà cho bạn nét vô chắc em ao game luôn. Cặp này luôn. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Cái gì vậy chứ? Nãy là có mà. Nãy thì có, không biết giờ nó đâu rồi nha. Nãy nó nhảy một tim ở biển. Đâu, nó nhảy tầm bang. Ê, cái gì? Tim. Nó gần em, nó gần em. Một thằng bên phải nữa nè. Nó lên nè. Phát nè. Bùm nè. U nè. Đẩy nè. Này. Còn thằng bên phải nữa, còn thằng bên nó nằm bên ơi. Hai thằng nó nằm mất không anh. Còn thằng bên cầu á anh Khao. Ý là sát sát biển á. Mở vô em, mở vô. Má nó nằm hồi nãy. Chó. Mở xuống đây. Ê, có thằng trẻ tên.
vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh này nè, chấm đây. Nó mọc nè. Rồi đừng rồi, đừng rồi. Nó mọc. Còn hai thằng hả? Không có phớt được chứ. Máu bandit nào thôi, chạy đi. Nè. Lấy đi, lấy em có. Ừ, đúng rồi, em nghe tiếng. Nó ở hướng 770 á, hướng 770 á. Đúng rồi, ngay chỗ thương chấm á, chỗ thương chấm á. Chuyên giết nhau đồ. I am sorry. Để kêu loot tới nha. I am sorry. Ê, lóc lần 2 kìa em ơi. Lóc lần 2, lóc lần 2, lóc lần 2. I am sorry. Tự nhiên. Cười. Cười bầu, cười bầu wow, cười bầu wow, cười bầu wow. Nhưng mà em thả đam rồi tự nhiên còn viên cuối nó văng vô. Này còn viên cưới. Cái đang bảy không? Ghê. Chết. Đây bọn tâm bán hả ta? Có scope nè. Ừ, tại vì team kia thấy hai team á. Thôi đùa màu 4 nè. Có màu 4 không? Được, được, I'm here, I'm here, I'm here. Đâu? Cái gì? I'm here gì? Đưa màu 4. Đưa, 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 đưa kia đi, đưa kia đi. Đưa kia đi. Anh đưa kia đi. Đưa kia đi. Đưa đạo nước. Đưa, đưa mà thư để hỏi thôi, đúng thôi, thôi, đưa, đưa ông thư chứ nốc 2, nốc 3 rồi. Đánh đủ lắm. Thôi, lỡ rồi bắn AK em luôn. Nó nghèo quá, hết máu, hết nước rồi nha anh chị em ơi. Anh chị em ơi. Hello my friend. Chấm có 4 nước. Chấm có 4 nước nè. Cho anh đi, lượm giùm anh đi. Lượm giùm anh đi, cho anh lượm giúp mất hả cha. Ừ. Phải chạy tới xa lắm. Em có, có, em chưa có phớt nào. Em cần máu, cần nước luôn á, em có gì luôn á. Yes, me too, I need everything. Rồi, rồi hai, hai, hai mình có thôi anh. Kệ hai ông đi. Dậu. Chào mấy bạn. Ok. Sao ác với bọn mình vậy? Bạn tôi ơi. Được, em lấy đuôi không cơ? Em chỉ còn một đứa không có cũng được. Thì chạy cái bao đi, tự nhiên bị cắn bao. Anh muốn em phải sửa bổ chung với anh đúng không? Đây. Anh có vị. Qua luôn hả? Ừ, qua luôn. Lấy ngang ngang. Lấy ngang. Ui, gần thế. Rồi, ok bye mọi người. Yeah. Mình chết đây. Hay là mình lấy xe này đi luôn ta. Không, nhật nó có máu. Không máu, không nước, không gì luôn. Sáng. Anh còn 2 cục. Anh còn 2 cục. 2 cục. 2 cục anh xa vời quá. Thank you.
rồi. Mọi người hãy kéo mình lên top 1 nhé. Tụi chồng có xe á. Em bối nó được thêm 2 viên. Em biết, em thấy có một thằng chạy nhà vệ sinh chạy lên. Tới đâu rồi anh? Nghèo quá. Ủa vậy một tụ bắn xe lại. Đó bọn này đó, bọn nó bắn cho vui thì như ra xe đó. Ờ à, đây 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 đây. Đi chân luôn, đi chân đồ luôn. Cái cục đấy chân đồ hai thằng này. Ờ à, tiếng khác nhau hả? Thằng lẹ rồi. Úi. Úi. Cái cốc A lại, cái bài ảo vậy chơi. Con chó ngu, con chó ngu. Quăng quăng quăng. Nhìn chân em kìa. Cái cấp 3 này ảo ghê, bắn mít không trúng á. Anh lút chưa, anh lút chưa? Rồi. Ủa gà bơm máu đi. Bơm luôn. Còn thằng nữa. Có một thằng nữa nha. Em vẫn đang nốc. Nước rồi nữa chứ. Anh có nước chưa? Em nhiều nước lắm. Đưa bố cho em. Cho anh nước. Em còn có ơ nhầm. Đâu đưa đây. Ủa đưa mà. Nè nè. Mình ở súng thính mà không có cơ hội bắn trời. Trời ơi, vậy thì sao mà lút được thính đây? Bỏ sao vậy? Không lút được rồi, vứt. Giờ mới không rút được đâu. Ngay khu nhà mà. Mà con này khó à. Nhà nghèo ấy. Lúc rồi mà. Hả? Con
đâu đây trời. Còn mỗi thằng lẻ nó đâu không biết nữa. Ồ, còn thằng lẻ không biết đâu. Lại vô tóc mít rồi. Kỳ ha. Ừ, giống ai ghê. Hello, hello. Giống ai ghê. Vô đâu, vô đâu, qua đâu. Ở đây được rồi, ở đây đi. Bo ở giữa đi. À, Thành đi làm gì rồi à Thành? À. Sao? Rồi xong. Bơi thôi, bơi lại đi. Thành nói gì Thành không nghe vậy Thành. Qua cầu không được. Qua cầu xong nhảy xuống. Sao? Tôi lên kìa, tôi lên kìa. Nó đang lên kìa, đang lên cầu á. Gần lắm. Ờ, nó đang lên cầu, rồi sao vậy theo qua. Ờ nhảy đi, bắn cho nè. Em đi chưa? Ui, đột nhiên vô đầu. Nhảy xuống, nhảy xuống, bay đi. Nhảy xuống qua bơi không kịp đâu. Hồi nãy thì kịp chứ giờ hết kịp rồi. Kiểu bò chậm mà không sao. Ui, nó thấy mình rồi. Mai thương bị M24 bắn luôn hả? Rồi xong luôn. Tìm 4 rồi nè. Nãy đi á, lúc nãy đi thì ok. Đi luôn, không bắn thằng đó luôn. Đi luôn là nhưng mà sẽ bị thằng đó bắn. Nóng. Gheo chung lút. Hết máu rồi. Không còn gì trong người á. Ừ, đợi lúc mình chạy nó mới pa pa pa. Ôi, gao. Ồ, ồ gao chết tên là tèo. Gao đó chết. Gao đó chết là ai? Ồ ngáo. Tại sao ạ? Cái gì lại vậy? Đâu xóa vậy? Làm mới thân em được vậy ta. Anh có đẹp mà. Sao gì? Hả?
ai xóa? Tại sao? À vậy hả? Ừ đúng rồi, nên xóa đi. Nên... cái gì cũng nên tém lại một chút. Người ta còn muốn tìm hiểu. Tém? Ý, đâu phải. Anh em đứt hả? Rồi, anh Cao ơi, gửi cho em coi trước rồi. Có luôn à? Ừ. Mặt trời kỳ dư ơi đâu? Gì? Dù ngày cho nhanh hay rất lâu. Rồi. Một bước đau vặn, một bước xa vặn dập đau. Xem chưa không giờ thân. Em thấy mà bo ở đất luôn á. Vặn dập đau cái gì á? Mà nick à? Mà nick à? Quảng cáo game trả hình. Hát hát bài ngay trên mà nick à? Ai? Thường á. Mày đi kìa phải. Ê có tìm người anh em ơi. Hello, it's me. Ten 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 ten. Trên vô mới anh Cao ơi. Mình Trời ơi, QBZ nè, QBZ nè. Ờ, thấy hả, thấy hả. Em nửa bắn nhược rồi. Ờ, bởi vì mình nói là mình mà. Tây giặc. Trên nó, trên đây nó. Bên ngoài thường có máy thạc luôn rồi đó. Ồ. Mẹ, nó chạy. Ây da, solo, solo. Trời ơi. Nó đèn đi. Ui. Kêu anh mãi thương. Ui đồ cấu. Welcome to my hood. Tôi sao kinh. Cái gì mà nó bắn cái ngay đầu anh sao? Đâu? Giết luôn anh Cao. Sao em có máu á? Không có cứu á. You are chicken. Ủa nó bập mít trong game hả? Này thì thật. Này thì nói tim nè. Này thì nói Discord nè. Ừ, khác, thằng anh nóc chưa chết mà. Bữa anh Khao nói anh Goku về chưa? Chưa hả? À? Ủa lâu dữ kìa. Ờ đợi em làm cho free. Làm gì? Goku á, làm mấy cái hình á, hình tượng á, hình... Làm gì? Nhưng mà bằng gì hình tượng ta? Mấy cái hình mà hình mũ á. Phải không? Phải mấy hình mũ. Ờ anh tặng một thêm mấy viên nữa mà nó không bị đốt chết ta. Sao quá đi cam. Ê anh Tèo á, nghe giọng không vui sao ha. Thì thiếu sao ha. Nghe tiếng ổng mà không nghĩ là ổng ba mấy tuổi luôn á. Ờ nghe kiểu như hài sao. Ừ, giọng nghe giống ba mấy tuổi nè. Giọng nghe à?
What the fuck? Được không? Hay là gì? Không, hay là hay năm sau chứ. Rồi. Không anh, em về em hết về luôn. Em sẽ ở đây cho tới khi em quyết định em về Việt Nam luôn. Nô, nếu mà bây giờ Gheo về Việt Nam là làm visa lại khó lắm nha. Đây học ra rồi. Ừ, thì đó bởi vì em mới không về. Ờ. Tháng 5 này em xong. Gheo có muốn mình cưới Gheo lại không Gheo? Mình thật sự là mình rất nhiều người muốn cưới nhưng mà mình không muốn. Ok. Ê, thời buổi giờ, thời buổi giờ đám cưới đồng tính là được mà Gheo? Không được đâu, nhiều khi tới đó tới phỏng vấn cái nó bắt mình hung nhau á là thua luôn á. Ở đây đó nó hỏi là khi tụi bay làm tình tụi bay làm thế gì? Đó kì tụi bay khóa thế nào nhất? Thua luôn. Không, nó có hỏi mấy câu đó mà. Suy nghĩ này. Nó hỏi mấy câu personal á. Phải. Lại nhai. Bữa giờ hôm bữa lúc mà ra tiệm mà mình nói chuyện trên Discord mà mình kêu nam á. Ai? Thằng Nam á, cái thằng mà vô phòng đợi cái gì đúng không? Ờ đúng rồi, thằng đó là nó có chồng Mỹ á. Thằng đó có chồng Mỹ. Ờ, nó bị gay mà. Vậy thằng chồng nó có gay không? À dạ. Ờ, thằng đó, thằng chồng nó bị BD mà. Quên, em quên. Ủa, tiếng Anh hả? Em có thấy tên là tiếng Anh đâu ta? Không, tại vì anh Khao đang stream. À. Thằng chồng nó bị độc tính á. Thì nó cũng đồng tính luôn. Mà thằng chồng nó mập lắm. Ủa mà thí dụ mà nói tiếng Anh vậy nó bị gì không anh? Nó nhưng mà kiểu nó đâu, à? Nó đâu biết mình nói gì đâu. Có từ đó thôi mà. Đúng, nhưng mà cái từ đó cũng có nghĩa khác. Mất công có thể là kêu là bị phân biệt các thứ anh. Ừ, giờ ví dụ mình nói. Ờ đúng rồi. Ở đây có ad kế này anh Cao. Ở trên sân đầu bàn nha. Biết luôn. Nằm qua chơi luôn. Ghê. Nói chung cái gì cũng nên Be careful. Be careful. Careful, yeah. Is this ai ở 8 chấm à? Ừ. Dạ này thấy thương nó nhanh thôi, bị chuẩn á. Bởi vì cứ ra tiệm cứ chơi cứ chọc nó là kêu nó vô phòng rồi. Ồ mà nó massage phê lắm, massage sướng lắm thiệt. Nó mà bóp lưng bóp vai cho là thôi ôi hấp dẫn. Mẹ thằng chồng Mỹ kia coi chừng tạch acid từ giờ. Thằng đó nó có súng mà. Thằng chồng nó có súng mà. Mà kiểu như là mà kiểu như nó biết á, biết người quen á, bởi vì nó đâu ấy không. Ừ, lúc điên lên thì mấy cái người mà kiểu đâu phải mà mình gặm đồ nằm chung này nọ đâu, chỉ là massage rồi. Nhưng mà mấy cái người mà giờ tiếng thứ ba ấy, người ta ghen hơn. Đúng rồi, đúng ghen luôn nha. Ghen lắm á. Mà tại vì biết là bằng hả? Trời em chọc hoài gì. Em chọc hoài gì. Mà thằng đó là nằm trên hay nằm dưới? Cái nằm dưới hả? Nằm trên chứ. Thằng trời ơi, Gheo biết nằm trên hay nằm dưới luôn à? Gheo biết nằm trên hay nằm dưới luôn hả? Thằng nào béo chứ nằm dưới. Không. Đâu phải đâu, đâu phải là tính gì đâu. Nhưng mà cái thằng béo á sometime á, nó lại thích làm chồng. Sometime lại thích làm vợ. Sao nhận biết nhỉ?
Trời, làm chung mà, làm chung mà. Thằng béo là làm chung mà, là thằng chồng. Ủa là chồng Mỹ hả? Ờ, Mỹ. Em chưa có cóp, chưa có gì luôn. Tưởng không có người. Ờ, liền sắp. Chết cha. Xe đâu? Còn không ta? Vicky thấy bị đồng đội bắn nhau, quay đầu là sao? Không, lút nữa ghê. Bỏ em pho, bỏ em pho lấy AK để không có nhắm. Bắn đâu rồi, bắn AK được không? Để nó ta gặp nhau. Này, con, này thấy chạy được một nửa đường không quay lại chuôn là sao? Bom tới ta. Lại là cái chiến thuật. Ủa thấy nó đâu đây mà, vòng vòng đây nãy nè. Nghe đâu? À, nghe vòng đây. Housekeeping. Để em quăng smoke vô cho nó mù. Ui. Nhà vô hả? Không biết. Tại vì nó bận nốc. Hay. Cái xác chỗ này còn đôi M4 đó Ricky. Không, bắn AK em rồi. Hồi nãy bỏ M4 á. Thôi. Ai cần nước không? Có máu không chứ. Không. Không. Hả? Cấp 6 nè. Sao? Trời. Chấm nè, ngồi nè. Điên bỏ vô cho. Cái gì? Đợi xíu. Cái gì? Tự nhiên em. I know nothing. Tìm tới 4 người là canh xanh, cứ nhắm em hoài á. Em còn không biết người ta bị nóc rồi đó nữa. Vậy trùm, vẫn còn 61 thằng. Xe ha ghê. But you guys laughing. You guys put tốt. Nó không có gì đó, chỉ có máu thôi à. You guys put tốt. Put tốt bệnh để hốt. Ngoài giữa đường nha. Nghèo với ta. Thôi chú. Ê, ai bỏ lên bình máu ha, để không chết nữa giờ nè. Chủ nhật này có Ryan. Bỏ cho em bình máu thôi, em không có bình nào hết á. Anh, cái này nó lướt cái gì mà không giật có máu hết trơn. Mà em thấy xác nào dưới máu á. Em không lướt hết luôn á. Lướt có kẹp đạo. Làm gì không kẹp, không lướt không kẹp. Không, chạy lại là thấy hết trơn rồi. Không nốc mà cũng không nốc mà cũng không giết người. Mà lại không hút được. Tay chứng tỏ tay phải làm cái gì đó. Phải rồi. Ủa đâu? Ngoài đường à? Vẫn còn đang lút. Bạn có thể zoom cái map bự hơn được mình dùm tí được. À, zoom lại.
Tao nhiêu tuổi rồi, có vợ có con rồi đó, gì cũng không biết hết đó. Mày có vợ con, vợ hút sinh khí hết rồi. Ấy có mà mắt có mà hút. Khó luôn hả? Sao có thương? Ờ, tại do bữa không, không học gheo hình như gheo đi đi đã, đi Houston phải không? Ủa mà thương có chơi luôn hả? Ừ. À. Ờ. Cười nhờ. Tôi có chơi mà. Có chơi là sao biết ta? Xong. À, đâu có thằng sau lưng như vậy. Ủa thằng chúng con chết chưa thôi. Ê. Bị sau lưng bắn nữa. Sau lưng. Chở giống cam một người. Hay, lâu. Gheo lại lên gheo. Nhảy ra gheo, nhảy ra được ngoài, nhảy ra ngoài móc được trong. Lúc thì lâu, chết thì chết đầu. Má bị, ở đâu bị thằng sau lưng bắn rồi. Ừ, cờ bóng. Ui, sau lưng lên ơi. Cứu được mà. Cứu được anh mới bò ba anh ơi, mới bò ba.
Trời ơi, bọn này nó chơi hát. Ôi, khi đích lại. Ừ, em tưởng nó bị lắc. Có xe. Nó có nón không anh? Coi giùm em có nón không? Có rồi, có. Đừng có top 1 nha. Mình 2 kill. Mấy bạn lấy top 2 được rồi. Trời ơi, cái bên này nó chạy hát kìa. 30 thằng luôn. Anh chạy đi. Khác nhau. Anh vui ta. Anh ca bú là vì vậy. Thành nào rồi. Mấy bạn ồn quá không Thành. Thành ơi. Thành thuê ai vô hát nghe chơi Thành. Ai là ai? Có Mai Thương đó chứ ai nữa. Có Mai Thương là không khí hả? Mai Thương rap được mà. Ừ. Ơi. Bible là gì? Bible nữa hả? PayPal. PayPal. Cho à. Đó, Thương có một. Thương. Thương có một môn. Thương. Mà chi vậy anh định đồ này Thương hả? Thương. Thương ơi. Sao đi? Em rap tiếng Thái cho tụi anh nghe. Không. Sao quay đi cap. Panan man. Mấy hồi đó em biết tiếng Thái nhiều lắm luôn, giờ quên hết rồi. Hồi xưa mình cũng biết nhiều thứ tiếng, giờ mình cũng quên rồi. Đó kêu đi Thái. Hồi đó đúng ra là hè nào cũng đi Thái chơi luôn. À, tiếng Thái thì tiếng Thái mà đúng biết, nhưng mà tiếng Cam thì mình biết. Cam mà tiếng gì? Campuchia. Yeah. Ừ. Đại Lai mà. Vậy mới nói kêu đúng là con ông cháu cha hè nào cũng đi Thái Lan chơi. Ồ, hè có bệnh chơi với bạn mà. Thôi. Trời chắc có resort bên đó. Đi Thái Lan thì nói gì nữa, kêu đi Las Vegas đánh bài một cây mấy chục ngàn rồi không nói. Quá xạo thiệt trời. Bữa đi rồi bữa khoe cái rộng. Xạo vậy. Bữa là mình mới đi Las Vegas mình chơi cây mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn Việt Nam quá hả? Cái trăm ngàn. Ừ. COCC. Má mà không những mấy thằng Trung Quốc á, má nó qua Las Vegas nó xài tiền kinh thiệt. Thôi đừng có đánh chống lãng nữa. Ừ. Rồi im lặng. Má, không, kiểu như em cũng hãnh diện, em có thằng bạn COCC. Im lặng là vàng. Đúng rồi, nhiều khi gái đâu hỏi bạn, ồ bạn tôi là COCC. CC hả? COCC á. Ôi trời ơi, đâu phải bút cam nữa anh em à. Em vô nhà nhỏ. Trời ơi, cướp đồ, cướp. Trời ơi, anh lấy vào bảo vệ em. Em vô nhà cú gheo xong rồi đổi thường em cướp đồ. Bạn tôi ơi. Ê, đứa nào chọn lưu đạn vậy?
hết đạn rồi, súng em hết đạn rồi. Nó chỉ lượm được khẩu lục. Nó vô rồi, chị lượm nó rồi. Cứu ghép được. Nhưng mà anh cứu em cũng vậy à, em không có máu, không có gì. Em à. Chúng ta sẽ cùng chết với nhau. Không trả nó đập nó. Ôm nhau mà chết đi chứ. Nhi xác anh đừng có cây AK. Rồi xong tụi mày. Có máu chưa? Tàn đây. Tàn. Tàn. Hả? Không. Gì nhỉ? Chơi không? Không. Chơi này chơi thì chết rồi. Thôi 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 chơi đi. Chơi nè. Không không chơi đâu. Mệt quá. Mệt. Sao mệt? Bệnh rồi. Bệnh á? Ừ. Muốn hết bệnh không? Thề gái vô hát đi, hát lên. Ê. Dạ em. Dạ em muốn hết bệnh vậy á. Giờ này á, giờ này á. À giờ này cũng 10 giờ mấy, 10 giờ rưỡi à. Thì sang như đi đâu hả? Sáng mai cái làm gì không? Cơ. À vậy thôi. Thằng công việc bộn bề chỉ có chủ nhật rảnh à. À tưởng đâu sáng mai rảnh chứ. Ghiều cái thả hát em kìa. À, lúc trăm thì ổn ra, lúc vừa quăng tổ qua trái bơm thì nó ra. Chán thiệt.
canh xíu nữa là ngon rồi. Nhục ghê, có súng có thua thằng đấm. Này, này em bị nó đấm chết này. Chó. Mình cầm hai khẩu súng mới kinh nhỉ. Rồi coi mấy clip này mắc cười. Trên Facebook á. Oh shit. I mute my mic all the time. Fucking shit. Hey, I'm sorry. What's up, Deb? How you doing? Fuck, I mute my mic the whole time. Long time no see you, huh? How you been? Thôi nhảy đây đi, đừng nhảy với, nhảy đây đi. Úi, mày thương nhảy rồi hả? Nhảy luôn đi, nhảy luôn đi. Nãy anh chấm luôn mà anh đổi ý, anh đổi ý. Bye bye. Không chạy đâu, không chạy đâu. Hello, chào mọi người. Ôi oh shit, anh rớt mẹ nó dưới đất rồi. Từ từ từ. Nó trên đầu á, trên đầu á. Trời ơi, gheo ơi, trên đầu gheo. Má anh bắn gì mà nó không trúng ta. Oh yeah, yeah, I did that. The slow chat like how many seconds? I tried to set it up, but I don't know like how many seconds, you know. Cho nghe giống giọng thằng Việt thì chơi. Không phải. Ủa nào hát nhạc rap hay là nhạc trẻ? Let me fix it. Rap. Ơi, cái nào cũng được anh. Hello, bro. I set it up. You can do it now. It's like 120 seconds. Ngại ngại. Okay. Okay. I set it up. I thought like few seconds, but never mind. I tried to set it up like 10 to 15 seconds per time. But I have to fix it later. Hey, welcome back, man. Hi, Frank. Không cho vào ấy. Nào ta. Cái bữa mà ông bữa mà anh cứ chat chat. Cái bữa mà tự nhiên có một đống người vô domain anh nhớ không? Ừ. Ở trong room khóa. Ừ. Nhớ rồi. Liền.
Để bạn gần hết giờ đi rồi nha. Để bạn tôi còn hát đi chứ. Chưa một tiếng rồi hát bao nhiêu mới đủ. Bạn tôi như hát mà. Hello, it's me. Một tiếng là Na hát bao nhiêu bài nè? Em cũng không biết nữa. Năm bài. Cứ một bài một phút. Một bài chỉ 14 phút. Một bài chỉ 14 phút, 10 bài. Em hát demo thôi, em hát kiểu demo thôi, bài một phút. Kiểu như kêu bằng người ta kêu là bằng gì? Điệp khúc hả? Hát điệp khúc thôi. Kiểu như trailer á, mà hát demo thôi, nửa bài một phút. Không phải, hát một bài một lời đầu thôi. À. Thời luôn có Thành đâu, Thành ơi, lên tiếng cái Thành ơi. Đợi Thành vô ấy, cho nó yêu cầu ấy. Man, you've been busy man. Chứ cái này là yêu cầu của Thành mà. I try to reschedule my stream, but I can't. My schedule now mess up, so right now stream is kind of late. Nina Nguyễn. Nina Nguyễn. Bữa giờ bảo thuê mà không thuê được đó. Ồ là bạn nữ đấy à? Đúng rồi. Ooh. Không, phải Nina không? Không, Nina không biết có phải không? Nina. Ooh, hấp dẫn. Nghe nói là rất là nổi tiếng đấy. Trời ơi. Ai biết đâu mà nổi tiếng. Cái người thuê em á, nói hoài luôn á. Người thuê em á. Ao ước. Nói hoài, ao ước sẽ được thuê em mà nói là lúc nào em cũng có người thuê rồi hết. Kêu còn biết Nina là ai. Hôm bữa nói chuyện chung. Bây giờ kêu không biết là ai. Nói chuyện vào đâu trời. Nói chuyện trước mặt em luôn nha. Hôm bữa nói là vào phải mua vé đây. Bắt đầu một relationship, a new relationship. My nigga. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ủa là, không nhớ tên. Nigga. Nhớ rồi, kêu phải mua vé gì đúng không? Thôi, nigga không nhớ tên. Có nè, anh thấy có hai thằng sau lưng mình nè. Một team á. Một team á. Ba. Nina cứ ngồi chơi đi Nina, không sao đâu. Bay tít trên trời vậy. Đã có biệt danh rồi mà bạn còn nhắc tới là sao vậy hả? Ôi anh có súng rồi. Hả? Em không có súng, em không có súng. Em bằng 16 bên đây nè. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Ôi, tôi nói dưới đồng lắm nè bạn tôi ơi. Trời. Trời nó. Súng. Cần gì súng? Nè. Ồ, rồi, trời, có ai, có cô bị vui. Cộng thêm cái macro của mình nữa. Trời, đụng quá lẹ vậy ba. Xuống này. Chưa hả? Chuông chuông hai đứa. Nóc thằng cái chuông rồi, còn thằng nữa. Còn thằng cái chuông luôn á, thương ơi. Vô, có thằng ở đây nè. Đấy đừng. Ok. Nãy team 3 hay team 4? Hello my friend. Hello. Come here. Kill me please. Hello. Nó nhảy ra ngoài luôn ơi. Đâu hả? Nó chạy luôn rồi, nó chạy luôn rồi. Nó chạy luôn rồi, nó chạy luôn rồi.
Đâu ạ? À? Ở dưới cầu thang, dưới cầu thang, dưới cầu thang, dưới cầu thang. Ô nó chạy đi luôn rồi. Alo. Dạ nó chạy luôn rồi. Trời chắc ba ra bánh kìa. Đù mẹ. Tự nó chạy lại gạt thương chứ ai ngờ. Ủa đó là cái rồi. Ờ về game. Gheo gheo ngồi chơi rồi, gheo ngoài chơi rồi. Nè hát bài nghe chơi nè. Hát bài nào ô thì là ô muốn cho người ta bắn. Hát bài nào mà na hay hát nhất? 99 đó Hoa Hồng remix. Vina Hao cũng được. Vườn hồng ngày xưa đã qua tàn. Tang tang tang. Gheo nha Gheo, chơi không được nghỉ nha Gheo, đừng phá rối nha Gheo. Hồng Nhan. Not too bad. We have couple second place. We tried to win the chicken dinner, but nah, just unlucky a little bit. Try next times. Yeah, we got a couple times. Close. That's close. Me too. You know, sometimes we don't try to like try hard all the way, but sometimes we need to chicken dinner to push up. Ủa hết rồi hả? Thành xuống rồi. Thành ơi. Ôi. Nó tông.
What the fuck? How? Oh my god. Má hên hên vậy? Sao nó hên vậy? Sao Thành ơi, Thành ơi. Thành đi ngủ rồi. Không phải đâu. Nó FK em. Anh kéo nó lên nè. Sao mà xuống dưới Thành? Nó FK nên tự xuống em. Room anh FK 5 phút là tự xuống. À. Tiếp đi em. Ừ, tiếp. Thấy hát hay quá nên anh đâu nói chuyện đâu. Hát bài gì ta? Em biết hát bài Exit Hate Me không? Exit Hate Me. Để hát thử, anh xui thôi. Ừ, hát đi, hát đi. Sáng giờ chưa hát đúng không? Hả? Sáng giờ em chưa hát đúng không? Nên ngày rộng còn run run đó. Run run, run run. Ừ. Giờ say tình rồi hả? Nghe giọng nó run run. Hít một hơi thật sâu rồi hát em, bình tĩnh. Ở đây không ai quăng cà chua đâu. Yeah. Xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu bây giờ em đang yên vui cùng người yêu mới, anh cầu chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ nơi anh và ngày anh nhận được thiệp đám cưới. Well, a lot of people they talk about it. They talk about the game. They said this game will die. It's less people playing this game. Blah 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 blah. You know, and it is. This game is turning so bad right now. But you know, this game like 2 years, so. And I don't care. I keep playing until nobody play this game. So yeah. And I hope a new patch will come in, will release next week. I think so. Will help a little bit. Because the new patch is looks so cool right now, the patch 27, I think. It looks really, really cool. And a lot of change for the gun, anything. So, yeah, I hope we're gonna back up this game a little bit. Yeah, but a lot of people are talking about this game, man. Yeah, I know. Anh xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể yên ấm bên người yêu mới, anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm và you know, they người tình nguyện vì em mà làm những điều mà anh chả dám. They update a little bit. They keep updating. They keep fixing that shit. But it looks like this doesn't work at all. You know, every time they said they fix it, it doesn't fix it. You know. It's just like turning bad and bad and bad, you know, and it let the people, it let the player feel so bad, so they quit the game. That's the reason. For example, like this thing. For example, like this thing, they said they fixed this thing. And then, after they said like the 1 or 2 days, maybe a week, the this thing coming back, like, you know, all of a sudden just come back, you know. And then I feel like they can't do it. So I just deal with it, you know. Just, I don't care. I'll play this game until this game die. Oh yeah. Súng nào kìa. Hay. What happened?
vài lần rồi chứ đúng không? Hả? Bài này chắc hai ba lần rồi. Mấy lần trước thì hai cái biển bắt. Thế vì lần này là... Đúng rồi, lần này đã có... Những anh chàng đẹp trai trong đây không ạ? Ủa chưa chứ nha. Like they said, like, you know, they have a problem with the spawn weapon. So when you see the spawn weapon, you can pick it up. And like after that, like week or 2 weeks or maybe 3 weeks, they say they fix it. And then, you know, they fix it, but the week after that, the week after that, they maintain the server, and that's it coming back, man. So hát xong mấy bài luôn. Mấy live show rồi. Ờ tao muốn nghe bài gì, tao muốn nghe bài gì. I really don't care about what they said, you know. Tao bật bài thôi nha. Thành ơi. Sao? Thằng trên container. Không nó. Nóc rồi, anh giết thằng đó luôn. Khi phải quên đi. Đi hack lại được không nè? No. Thời gian có hạn, không hack lại, ok. Đúng rồi, donate người ta đi, người ta hack cho. Hay đi donate cho. Ok, điểm hack nha. The enemy is involved to not connect the hard game. Yes, of course, yes. Yes. And this game... I don't know how to say it, but you know, I'm not trying to complain this game, but I hope they can fix it, man. The desync. The only thing I want to fix it, the desync. Desync is so terrible in this game. Very, very bad. Very bad. So terrible. Hai bài em đã thấy anh cùng người ấy kìa. Thôi thôi, chắc em thích hát rap đúng không? Hát rap hả? Hát rap thì quá bài hả? Người lạ này cứ còn được. Người lạ ơi. Bài đó nhẹ mà. Ủa? Nhớ có hát rap bao trọng hả? Không, người lạ ơi. Người lạ ơi cũng được. Người lạ ơi dễ quá. Oh, back to the Patron 27. They the M-Trick M16. Oh man, that buff so good, man. I like it. I know. It can't fix it. Man, sometimes it's so annoying, man. I can't stand with that shit. I know the desync can, it's so hard to fix it, but whatever. And one more thing I want for this game is a bullet trait. Like when you shoot the people, you go down first and you do no damage with the guy you shoot. You know. They have to fix it, man. Thành ơi. Thành. Người ta làm được 8 bài rồi. Gì? Sao? Thành. Gì? Thành đồ này lại được không? Ai? Đồ này na lại cho na hát lại mấy bài đó đi. Vậy chưa kịp nghe nữa. Ai muốn nghe thì nghe. Ai muốn nghe thì nghe đồ này đi ba. Anh đợi theo riêng đi. Man, I like the new patch, man. M16 so cool. That's my gun. Back to that time, the M16 is god.
God gun man, I like it. Thành mình mời mời Na vô hát cho Thành nghe mà Thành để ok. Now they bump it again. Oh man. So cool. Cái giao diện mới này. Can't wait. Không phải là giao diện mới mà là cái event mới. And then they said they fixed the loot for Erengel map. Can't wait. I tried to do the test server today, but the app doesn't work. Là Kawi nè. Trên núi nè, trên núi gần mình nè. Khó ra kìa. Trong nhà nhảy xuống kìa. Nó bị trên đồi bắn xuống. Hay quá em. Quấn đi nào. Hay quá. Vô tay. Ê sao đây mà đưa anh mấy cái này làm gì vậy? Cái gì? Đưa cho anh này cái tay cầm làm gì vậy? Lấy không lấy thì giúp cái gì trời. Này rối quá ta. Không lấy anh lụm. Ok. Tưởng nó cho mình. Nó bắn đâu sao nhìn tưởng thấy ta. Có cục đá trước cái mặt anh á. Mà tưởng luôn giữ đúng không em? Ừ. Cái con chó này. Người không mà giữ thấy. Đây nè, cái giấc tường nè, sát chết tường nè, cái góc tường nè. Kìa, trên đùi á. Chết luôn rồi. Có thằng xét tường, có thằng gục đá, thằng xét tường hết rồi. Cục đá nè. Rồi chết luôn rồi. Có máu không thương? Nó có máu không thương? Cho anh đứt đi. Anh không có cục nào. Hết tiếp em ơi. Sorry em nha, tụi anh phải nói chuyện nữa nên bị lãng, bị hơi loãng chút. Không, anh hay mà em nghe hết á, nãy giờ em cầm ít 46. Ủa anh có bắt bác, có ba lô không? Hồi nãy hát mà đổi tên Nina vô chẩn luôn chứ. Khá hay á. Thì hát bài gì nữa? Thành, nãy giờ Thành yêu cầu vô mà Thành không yêu cầu hai bài hát như vậy. Kích nó ra đi anh Khao.
vô chập rơm quá. Anh ơi. Ê, ê, bậy nha. Hát bài gì? Thuê vô còn bị chửi nữa. Để cho chị nghèo vậy ta. Anh không có ba lô luôn rồi, what the fuck. Nghe bài Em đã thấy anh bên người ấy. Đúng rồi. Xoáy chén quá. Vô nhà rồi anh Khao. Giật quá. Anh Khao gây anh Khao. Thường có máu không thường? Em có 4 năm phớt gì á? Mình có nè, mình có nè, mình có nè. Giỡn thôi, có. Ở đâu gần nè. 40 nó nằm xuống rồi, nó nằm xuống rồi. Để bò lại cục đá từ từ. Bắn đi. Cứ bắn. Trời ơi, nhật chết lần 2 rồi mà. Không, lần 1 rồi. Tự nhiên anh Khao. Sao em thấy nó ta? Má này di chuyển ghê quá. Fuck. Chơi được chơi game rồi. Nó di chuyển ghê ta. Trước mặt luôn. Thằng này nó hacker mà. Sao biến mình đâu hết vậy? Này nó hát rồi. Này nó hát rồi. I'm play so bad tonight, man. Somehow. My reaction is so slow. Cùng cô tận vỡ, anh
biết là gì không? Là người em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quê. Are you streaming today, Def? Are you streaming? Hay quá, hay quá, hay quá. Tiếp em ơi. Như cái thằng chạy trâu á. Đúng hả? Đúng. Như cái thằng chạy trâu. What the fuck? For real, man. Đã ghét càng ghét hơn. Ủa, Nina đờn luôn hả? Hay là... Acoustic mà, đáng như... Ai biết, em tưởng Nina biết đàn. Cái tiếng đàn nó khác, em nghe dễ nghe lắm em. Tiếng đàn mà đàn ở ngoài đó. Em ngu về âm nhạc lắm anh. Tiếng đàn mà em là toàn là thầy giáo cô giáo gì không em ngu. Tiếng đàn mà mở lên nghe thì nó khác với tiếng đàn mình đạt trực tiếp. Hát bài gì ta? Duyên lỡ. Em biết mưa. Duyên lỡ. Duyên mình lỡ. Duyên mình lỡ. Ô thiệt luôn hả mình. Này này, em cần đi uống nước xíu không nè. Mới thuê 1 tiếng nữa hả? Quá nhiều yêu cầu. Ê, anh sẵn sàng anh ngồi thêm 2 tiếng nữa đó. Ừ, thôi thì khỏi ngủ nha. Cứ ngồi thêm 2 tiếng nè. Hay á. Dạ. Anh thấy yêu cầu ngồi thêm 2 tiếng được á. Anh mù mít hết mấy người kia là anh chỉ bật mít em ngủ thôi. Anh cao, anh kích nó ra đi, anh cao, nó dám không. Hồi đó kìa. Không, anh sẽ cho nó tuột quyền lợi, anh chuyển role cho nó. À, anh chuyển role của nó hết kích, hết làm được à? Cái gì không? Gì không à? Ép được quá đấy. Vô cồng nghe ké, còn ý kiến. À, barrel này. Barrel. Không cần. Không cần, không cần. Yêu gặp nhau theo thuyền khi hết duyên từ đi nghĩ đây cho nhẹ nhàng còn trái lối đời hay đường ai bước chỉ đang trước ai ta sẽ còn đường đường rất dài. Sẽ không còn những yêu thương cho ngày giòn hơn. Ngày dài sáng sẽ một ngày sáng sân. Ngày mai sẽ bước tiếp trên đường mà ta đã chọn.
Nhưng đừng đang là đời đời người quá khứ. Sẽ không còn những yêu thương cho người lòng hơn. Giáp 3.000 chấm. Đừng quan sát nữa nhé, những người hãy đừng vơi vơi. Tùy theo cái ta sẽ chọn đoạn đường rất dài. Để mai đó sẽ mãi chơi là mười niềm thôi anh. Sẽ không còn những yêu thương cho ngày đòn hơn. Ngày xa 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 xa. Ngày mai sẽ lưu tiếp trên con đường ta đã chọn. Ta hãy đứng thời mời tình với quá khứ. Sẽ không còn những yêu thương cùng người lòng hơn. Hay quá. Giữ cấp 6 nha, ai cần nói. Ừ. Ủa còn hả? Hèn cũng được hết rồi. Ờ quê. Ăn tiếp đi em. Bonus, bonus. Ủa có ai có dư máu không? Em có sao kìa. Em bốn lên kìa. Có. Có. Anh nữa nhé, trên người hãy đừng quang vang. Người đang đứng tất nhiên không một đường rất dài. Để mai đó sẽ mãi chơi là mười niềm thôi anh. Sẽ không còn những yêu thương cho ngày gần hơn. Nhớ cái yêu cũ quá. Trời trời trời. Có ai cần ship pass không? Có. Trong MV à, hay quá. Gần bằng mình rồi. What the fuck? Gần bằng mình. Nhật chưa nghe gieo hát bao giờ mà, đúng không? For real mà đi. Ngày nào gieo cũng hát, ngày nào cũng bị chửi còn chưa chừa trời. Tôi nói gọi là hát dở đúng không? Đôi mà 4 chữ chấm nè. Ngày chấm anh có giáp 3 đó, có nào lụm chưa? Ngày chấm anh nhìn nha, chứ nó lút. Chấm anh có giáp 3 đó, có ai lụm nhận chưa? Em lụm rồi. Chỗ em chấm có thính, không còn. Đưa vào 4 trong này nè. Ủa hồi nãy bài mới hát là bài gì vậy Nina? Duyên mình lỡ. Duyên mình lỡ. What the fuck, kêu người ta hát là Duyên mình lỡ, xong hát bài gì vậy? Mình đâu biết đâu. Ủa gheo lại luôn. Biết được gì lương. Ờ gheo. Hả?
kia đâu có sao. Có hai đuôi lận. Đó cái chỗ tá lên xem nhá. Kêu bắn barrel. Ủa Na, Na biết Nina biết chơi Bushi không? Em không có chơi game nhỉ. Người ta chỉ là chuyên hát thôi em ơi. Đúng rồi, người ta cái gì chuyên chỉ một cái thôi chứ không nói chuyên nhiều cái quá sao vừa nói ra. Ờ, nghe bắt em chơi Dota chết đồ ha. Bắt đầu. Em có chiếc bát rồi em. Anh đó. Em có chiếc bát này, ai lấy không? Má thường á. Má thường ta chơi Dota Z. Chơi mấy cái hại. Em không thích mấy cái trò gì gì. Trò hình xui không. Dâm ba cái Dota chết. Chỉ có di chuyển cổ tay không được di chuyển bàn tay rồi tay chân này. Alo, ai bắn rồi Roja không? Roja? Không. Ủa cái gì? Ủa thứ? Xem lại em. Hát tiếp em ơi. Anh có rồi. Anh có rồi, anh có rồi. Hát tiếp em ơi. Hơi bị ghiền nữa nha. Mỗi lần có người hát. Có người hát cho mình nghe cái mình bấm mình feeling good. Đêm nay cũng được. Thành một đêm. Qua đêm nay của Hương Phúc à? Ừ, qua đêm nay của qua đêm nay của qua ta. Của Nhật Minh Kiên. Ờ, Hà Anh Tuấn. Ờ, nhưng mà cũng Kiên Minh Nhật hả? Kiên Minh Nhật đâu. Qua đêm nay, qua đêm nay. Hình suy kìa, cái bài mới ra. Một đêm say á. Nhiều cầu quá, mình phải lên cái list đi. Cái này chắc ngủ rồi. Em được, em ngủ được rồi em ơi. Ơi, đừng có mấy bài này ai yêu cầu vậy. Thôi, đừng nghe lời Rit em ơi. Hát bài, bài gì đã em mới nói rồi. Không tin dạng cờ. Một đêm say á. Một đêm say cầu quá. Hát đi đây, sẽ lấy hay. Đêm nay là một đêm quá nhiều. Ê thấy này, khăn 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 khăn. Đâu? Ủa sao cái ở đây rồi? Trời ơi. Bây giờ anh sẽ bắn nó nóc. Rồi em lụm. Okay. Nhưng mà dưới giáp 3 kêu à? Không thèm. Không tự sát được bằng cái cỡ. Chắc ba dư này ghê, qua đây lấy ghê không? Rồi, luôn. Rồi sao không lấy được luôn? Được, được, tuột xuống mà. Ôi này cho ghê bắn nè, ọt rồi ghê ơi. UAG. UAG. AUG chứ quên. Ghèo á. Mà nó giận rồi. Giận. Ừ. Ừ nó giận rồi. Giận. Nó giận rồi. Vì cái thính mà nó giận. Tình ta đã rạn nứt từ đây. Chỉ vì cái thính. Trời cái gì máy bay nó đuôi nhau vậy.
Trời ơi, hai cái thính luôn. The fuck? For real? Ủa, hai thính gần nhau luôn em. For real? For real? Yeah. Okay. Fine. Thank you. Bốn bộ luôn á. Không, một cái là xe. Không, thính. Anh nhắm hai thính mà. Hai thính luôn. Ủa, cái xe đây mà mày. Xe mà. Xe. Hết nét rồi. Ủa? Có 3 thằng chứ mấy? Ừ, 3 thằng. Giờ bơm hoài không chúng ta. Bây giờ giữ trái bơm lại. Kéo giận, kéo giận. Đang nghe nhạc mà, đang hát mà. Chứ không phải đang giận hả? Giận. Cái thính kéo giận mà. Hồi nãy có giáp ba rồi mà. Vì cái thính mà kéo giận. Ừ, cái thính. Giờ có giáp ba rồi. Buồn quá. Buồn quá giờ biết sao. Gõ bo đi. Có bài buồn không? Có bài nào tên buồn không? Có rồi, phải không? À, gì bài buồn quá không? Buồn của Duy Khánh. Có bài tên buồn đúng không? Buồn của Duy Khánh đó. Hay quá. Ồ. Em biết hát bài có một nơi như thế không? Em chưa nghe. Ủa em ngồi trong phòng ấy hả? Nghe cái giọng nó vang. Phòng thâu hả? Số kệ cánh, có số kệ. Có một nơi như thế của Phạm Minh Quỳnh á. Phan Minh Quỳnh á. Ờ Phan Minh Quỳnh á. Anh lộn cho xin lỗi. Để em buồn phủi xem có nghe không. Hát giọng nam được hả? Giọng nam thấp lắm à. Không mà Phan Quỳnh nó hát giọng khác. Phan Quỳnh hát cao hơn chút. Cao hơn hai tông. Chưa hết được anh ơi.
gì nhất? Làm cái gì không à? Chắc là tập cơ tay á. Tìm ngoài biển nha. Bọn này nó cái bên này nó ít nhà ruin kinh á. Hai team ở biển, hai team ở biển. Bên xem được xe chỗ như này. Ông một team ở tâm bay nữa. Ừ. Lê lê. Một team ở tâm bay. Miu Nhi á hả? Nhi Nhi, Miu Nhi, Miu Nhi trong đây mà. Nhi Nhi là ai không biết. Lấy game này bán M4, tao bán AK hoài thôi. Nói nãy em chạy ngang qua đây em không biết luôn á. Rồi thằng cho nó tưởng ham gạt quá, chạy thẳng vô gạt luôn. Còn thằng cho nó núp luôn. Gọi cái gà vô đó. Không. Có nghĩa là trong nhà nó hai thằng mà em nghe thằng một đó. Ừ. Ngoài biển bắn rồi, phải không? Đúng rồi. Hai team mà. Ủa sao tụi nó không vô đây ta? Nó vô sau nó quẹo, anh thấy nó quẹo. Thôi em còn đo mộng. Bài đó nãy bài em mới hát. Rồi thấy luôn nè. Hồi nóc luôn nè, đầu rùi. Wow, rồi một phiếu report đặc sắc. Nghe cầu luôn, nghe cầu luôn. Cái thằng nãy nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nghe cầu luôn. Em nhanh lên, em sẽ đẩy cùng về đó. Hello. Đầu nhất đâu? My friend. Cầu cầu. Cầu cầu cầu. Ngay trên cầu luôn. Em bị KS mạng rồi. Cầu nào anh Cao, cầu nào? Cầu gần mình, cái chỗ chấm 4, chấm 4. Vòng vòng chấm 4 á. Ờ, chấm 4. Ủa, nó qua đó luôn rồi hả? Ừ, gần gần chấm 4 nha, cẩn thận nha. This one cầu, this is not cầu. Không, mình thấy thằng qua cầu mà. Over here, bro. This is my friend. Hello. Thằng đó anh nóc á. Còn thằng nữa, anh thấy con thằng qua đây nè, nó đi gạt nè. Nghe như mấy thằng da đen nói chuyện. I'm nigger. Ở đây là bạn em. Cao bắn bậy không à? Mình điên hả ta cầm QBS mà cho bắn gì? Ai? Ai cầm đi? Anh. Anh cầm QBS mà. Tôi phải cầm AK đâu. Đâu chúng đâu. Nhưng mà làm cho người ta hoang mang. Kết. Kết. Thua. Kết. Phải mạnh mồm chứ. Anh toàn đầu rùi không nha, anh không có gì. Cho anh cầm bé đi. Đây này anh, cái xác đây này. Ây da. Sao bạn mất mình? Hả? Sao bạn mất mình? Ủa? Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Không hát nữa hả? Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Thành đâu rồi? Thành ơi. Không order hát hả? Không order bài hát hả? Thì nay cứ hát bài gì nào, nghe hát này đi. Nay biết mấy bài của LK không? Lyric á hả? Lê đồ này hả? Lê đồ này hả? LK. Lê đồ này
này. Kill là. Không, số 3. OLK là lay đầu này mà. Nhớ nghĩ đâu. Ừ, đâu phải lay đi. Thì em bảo lay đi kill là một cái team mà. Ừ. OLK là này. Bình thường á, Lee Kunai. OLK anh tưởng là Lyric. Có ai cần đua em không vậy? Không. Lee Kunai. Lee Kunai. Nhưng mà bình thường người ta hay nói LK Lady Killer. Lady Killer là một cái team. Không, kiểu underground. Em bài ngọn đến trước gió không? Ok, em không nghe LK rồi. Đúng rồi, em là... Đúng rồi, anh cũng nghe LK luôn. Nhưng người đếm kết từ 1 tới 3. Đếm từ 1 tới 3. À gì vậy, em có nghe bài của... Em nghe bài B-Ray à? Cá không muốn tên mà nhưng sợ khi hai ta đã chia xa. Chúng mày là súng thịt. Chúng ta là súng thịt. Chúng là người thứ ba đến vậy, chúng ta là súng thịt. Mấy bạn chuyển qua chủ đề gì vậy? Give me get my gun. Bên này lại có bắn nhau á. Ê, anh đang chơi em nè, khu nhà chơi luôn nè, khu nhà gần nhất bên phải. Phải có người hát anh mới cứ kích thích anh bắn được. Cũng có cái lẻo đẻo đằng sau là sao ta. Hừ, anh cũng tính nói luôn. Nói gì ạ? Em nhìn thấy bản đồ em không thấy luôn, bản đồ nhỏ không thể thấy được Ricky luôn á. Mình gặp nhau thế như vậy. Thế nhưng không phải. Anh nghĩ, em thiết nghĩ là cái đuôi 14 anh nên đưa cho em. Đó. Trời ơi, có người mà nhật. Làm gì vậy? Ủa người ơi hả? Ừ, có người khu nhà trước mặt em á, gần nhất luôn á. Ai, đâu biết không? Oh my god. Đâu rồi, vậy đâu rồi. Trong nhà nè. Nhà nào? Nhà dài. Hai thằng. Hai thằng, nó mới chạy vô một nhà đó nè. Ba thằng lượng nhà vuông chuẩn bị qua nè. Anh Vũ thấy em rồi. Ờ, nó chạy qua nhà vuông kìa, Thằng cái xe yếu rồi. Nhà vuông. Đây là sao chiếc xe em. Nhảy ra. Sao chiếc xe? Đóng rồi. Sao chiếc xe? Nằm rồi mày. Ôi sao mình không kịp bắn gì vậy? Hello. Nó nằm xuống nghe không thấy. Tiếp em ơi. Vậy Ricky tới sau mà Ricky còn cầu cứu hả? Trời. Mình tới sau nhưng mà mình biết hả? Bạn trời. Cái gì là kỳ. Không có không thể cầm hết ta. Cho mình 25 Pepsi được không? Bên đây. À em có rồi. Mà em lấy thêm không Pepsi cơ. Em có cần đuổi không? Pepsi nè, qua đây. Cần à? Em lấy Pepsi rồi hãy. Cần thôi dùng rồi mình nạt cái gì. Anh đâu có Pepsi đâu. Người mà giữ gì trời. Hát em ơi. Phải có người hát mới feel được. Khóc ca này alo. Giờ nước mắt chảy ngược luôn. Nói gì vậy? Lỗi. Đang hát gì vậy? Bảy bình máu này ra cần không? Nạt độ nhật một cái giật khóc luôn. Đưa đây. Mic Kuna bị gì á, nói không nghe gì. Đang cầm mấy cái phớt nè, hay cần không? Quăng xuống. Em tự tìm nhạc em hát. Quăng xuống 3 cái. Ừ đúng rồi đó. Không nghe nhạc LK. Em tự tìm nhạc em hát đi, em đừng nghe tụi này nữa em. Nhức đầu lắm em. Anh cũng nhức đầu với tụi nó đó. Bây giờ em cảm thấy em thích hát bài gì em cứ hát đi. Chích bát nghe cái thằng cái xác xe em. Kế bên xe trắng á. Mãi mãi là anh em. Yeah, mong kiếp sau mãi là anh em. Ôi có ai có đuôi có bánh nạn. Xe bét. Này thì mãi mãi là anh em. Bài này hay. Không em đâu có em bảo là em mới mix báo rồi mà. Em bảo là bà đã hát bài mãi mãi là anh em. Chứ đâu biết là bà đã hát bài gì đâu ba. Bài này hay hả? Ngày xưa anh nói với bao người con. Bài này yêu một phút hát á. Đúng rồi. Yêu một phút với hát AT. Mà đến chính gì hát AT à? Hát AT. À. Đúng hát AT.
nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu em ơi. Ừ em. Thả hít không à? Sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em? Được rồi. Mày nghe cái dàn của Hoa Bình đúng không? Oh my god. Đây rất yêu em. Anh muốn em em rồi. Anh chẳng nhìn luôn. Dạ. Yêu với anh không mời. Giờ mới để ý nhìn mặt Hoa Bình giống mặt anh lắm á. Bật dâm dâm dâm. Mà cứ nhìn dâm dâm. Alo qua cầu không? Ơ qua biển nè. Chẳng lẽ nói anh Cao. Cho anh Cao mặt ba nhìn mặt dâm dâm xong anh Cao tắt mic luôn vậy. Anh tôn trọng người hát hiểu không? Nó phải để người ta hát. Room nào? Ủa tèo ao hả? Ừ. Chắc cái vùng ti hả? Không biết. Chắc vậy chứ gì. Ông tèo lên thấy là vùng ti nhìn đúng hàm luôn mẹ. Nhưng mà anh tèo đâu làm gì đó. Giờ ổng về lên nào. Gao á. Gao á. Ủa hết rồi hả em? Ủa hết rồi hả? Đang hay mà. Anh có trong room siêu nhân không? Không. Nhưng năm nay siêu nhân á. Mà hôm đó cũng đâu, tụi mình cũng đâu chơi đâu. Chung đó tụi chưa có good để nói chơi. Tụi mình vô room mình khao được quyền lợi này nọ, ok. Member VIP không? Ờ. Vô mấy room kia toàn là mà sao room mình Kha không có ai chơi vậy anh Kha? Bên anh á hả? Chất lượng. Bên anh cần chất lượng, với lại bên anh có 3 thằng bạn bên anh mà. Đâu nó mới on. Nói chung room càng ít người càng dễ chơi. Room nhiều người mệt á. Tâm lúc đẹp. Nhạc tiếp em ơi, mới có feeling được. Cho người ta nghỉ chứ anh. Uống nước à, em uống nước cho, em uống nước mía hay là em uống. Mỗi lần mà anh Na hát cái là anh có feeling là tốt rồi bắt đầu anh bắn súng à mầm. Nãy đằng sau mình có bắn nhau mà sao nào chưa chạy vô nhờ. Phải chạy vô đây chứ. Đi đường khác. Đó. Đó. Anh biết có những giây phút em đang từ xa. Ê. Giữa hai ta chưa từng. Bên kia đòi. Người bạn trai tệ nhất đã từng biết qua. Nó đen lại nhiều vết thương. Nó bơi qua kìa, nó bơi qua thằng kìa. Đúng rồi. Bên
lọc mọi thứ và không đi theo mưa anh mong. Đồng ý luôn là điều tuyệt vời nhất bởi vì bà khó tính lại cô. Vậy lẽ thì có tài sau lưng mà không đứng con mè mấy này. Sợ nó chạy quá. Anh muốn anh chính câu hỏi đó. Tự nhiên em mấy thằng tiếp bên khu nhà bên này bỏ mặc em bơ vơ. Từ một lần nữa anh giấu cái ức chế này mi. Đấy mà nói tới ba người là sao? Đó nước em được biết anh muốn. Em còn không biết là cái thằng đó nó có mấy người nữa. Không sao cho anh nhiều khác như thế chứ. Anh nhớ như sao em lại quên mất. Nó ném nét rồi nữa. Trời, thôi đừng có nói ném nét nữa. Ai chạy tới cứu mi bị ăn nét luôn á. Anh sẽ làm tất cả. Sao lại được như lần đầu, nhưng làm như vậy là vì ai? Em làm tất cả là vì ai? Em không ở đây, anh trong cái say, anh uống nhiều như vậy là vì ai? Anh biết sớm ở đây em thức giấc nắng mới. Nhưng mà anh có chết đâu, không chết đúng không? Nhưng mà anh giữ được cái tình cảm của chúng ta, tình cảm của chúng ta đi lên. Và em thấy trong mọi... Ê, anh chết con kia. Không hàm nữa. Cô già có nè. Cô nhìn anh kìa. Là đơn đơn con trai em muốn có ai ngay sang bên vai. Đó là vì yên với em từ nơi sớm mai. Vì anh đã quân con. Đã đánh gần chết thì lúc nào cũng là rít kít của mình. Có thể giàu được nhận tất cả mọi chuyện. Nhưng tình yêu em sẽ luôn là sự thật ngay từ trong giấc mơ. Dẫu đã sớm mơ. Hình như bên phải có thằng nữa rồi. Từ mình qua mình đưa cho. Vì mà gặp như này nè, cấp 6 này nghe. Để không có ngoài. Ê. Trời, hai thằng sấy đéo thằng nào trúng hết. Trên đồ trong bo. Game mốt đừng có chạy vậy em, vừa chạy vừa pick em, đừng có chạy một lèo vậy, em bị lỗ quá. Em không thấy nó đâu. Cái bo làm nhìn khó. Solo sợ quá từ 4 kill. Ai? Thành à? Giang. Ủa thằng... Mà top 1 được 4 kill. Ủa thằng Ti nó ở bên Mỹ hay bên Việt Nam? Việt Nam. Việt Nam. Cũng không quan tâm lắm. Thấy chưa, mỗi lần mà anh Na hát đó là anh feel good lắm. Một hit không? Khô và tích tắc. Thỏa sức thể hiện. Mà nãy em ngưng cái là mình chết đó nè. Có nhỏ gì nè. The fuck. Cho anh xin cái link của Na đi. I xin. Thành chỉ cần bấm vô playerduel.com sạc gamehacker2304. Cho anh xin cái link của Na. Nó. Playerduel.com sạc gamehacker.
Hồi trước hình như Thành giống Hena là người hát. Thầy coi hát. Ờ, em nhớ là có nè. Nếu mà thuê rồi là cho tin nhắn có mà. Ừ, giờ Thành thuê lại đi là biết liền gì. Ủa. Ê. Ấn theo dõi nè. Ê. Ê. Ê, chết mẹ hết giờ, để mình đâu lại. Thôi nè. Ủa, hồi nãy ai thuê vậy? Nhật thuê. Giờ kêu trả tiền tôi nét đi. Ờ. Ờ, tại sao Thành không trả? Thành không tới lượt Thành đi chứ. Ờ, xong rồi. Ờ, nãy giờ em tưởng Thành thuê chứ. Không, Nhật. Thế, xong rồi. Ôi, một tiếng lẻ vậy? Nãy giờ anh mới đếm được có 6 bài thôi mà. Một tiếng rồi. Cái gì, mới 6 bài hả? Ờ. Thành gian người ta vừa thôi chứ anh. Không, em mới thay lại nữa. Anh tưởng là chết mẹ, mày thương cũng hết luôn rồi. Ok em. Để chi lên để. Mày thương để đi mai kêu đồ này cho. Đâu này cho. Tối nay đồ này. X2 cũng được mà, X2 cũng được mà. X2 là cái gì? Nhân hài á. Hai người á. Chết mẹ. Không ai nói mình nhảy vậy. Số em là số đi sau rồi, thôi khỏi nói. Tối nay đồ này nha thôi, tối nay bù đắp. Tối nay được 100 đô. Gì? Anh nhỏ chứ nhỏ không nghe Gheo nói hả? Tại Gheo. Gheo vô mà thương hết rồi. Ê, anh Gheo giàu mà. À đúng rồi, đúng rồi. Sao nha? Anh nghĩ sao mà Gheo gần VIP 4 rồi mà cái đồ này em 1 triệu thì anh nghĩ VIP 4 là bao nhiêu tiền? 10. 1 triệu là vô em thì anh nghĩ là 9 triệu kêu vô ai? Gheo. Chưa kể là có thể là Gheo đã làm 19 triệu rồi. Thì tên gì? Nên là đừng lôi em vô. Em không. Không. Ở đây có ai dễ mẹ? Không. Có người dễ mà. Không, có điều. Chứ sao Gheo biết trong tài khoản em có 20 triệu ta? Anh tưởng nó có Gheo donate 20 triệu chứ. Ê. Em biết Gheo donate cho anh luôn mà. Không, Gheo không donate đâu. Thôi buổi giờ Gheo. Gheo có đồ này Gheo chuyển khoản không à? Ừ, hơi quên. Gheo chuyển khoản cho ai chơi đồ này? Quên Gheo là người có gì ta? Quên. Quyền lực. Không. Kiểu như thông minh không muốn tụi player đâu ăn 5% đúng không Gheo? Tập mấy điếm mà. Không. Điếm. Đi chọc cứ lôi Gheo ra chọc hoài sao mấy người kỳ quá vậy? Chúng mẹ con tim đen rồi im chứ sao vậy? Giờ nói gì cũng bị dính à. Cho nên rồi nó chứ thì ra là game với là COCC thôi. Nhưng anh cứ lôi game cũng... chập là sao mà anh kỳ quá vậy ta? Ra cũng bình thường mà đâu gì đâu. Mấy bạn đánh nhiệm kỳ Gheo. Tiếp thôi. Là COCC thôi. Người ta hiểu lầm chết. Nửa em ơi. Tina đừng nghe mấy cái này nói bậy nha. Nữa mời để anh còn feeling good anh bắn nữa. Feeling good là để cho nghỉ xíu đi anh. Gặp em là nãy giờ em chửi rồi đó. Ủa Na đâu rồi nè? Mệt như quỷ. Ra hủy đua trận khác luôn. What the chạy chạy với chồng lại chắc phải chạy tới 7-8 nít quá. Mấy bạn nói gì kỳ quá. Nội Thành thôi là 5 nít rồi. Cái gì nữa. Thành 5 nít toàn là nít toàn là VIP 5, VIP 6 cho lên không á. Ừ. Làm như Thành giàu như Gheo gì. Cái gì cũng lo mình ra chứ. Mình hiền lắm mà. Rồi mình nói chứ Gheo là chơi cũng con đại gia mà. Ước gì được sự thật. Thành chịu như là em thấy Gheo chẳng có cái gì ngoài mỡ. Sao? Mỡ có thể quy ra tiền được em. Vừa em mập biết. Vừa xấu vừa em thêm thịt nha. Nó xa nhiều quá. Em bắn con game thôi mà.
em biết con đại gia, quên, đại gia toàn là mở mở bụng phở không em? Ờ đúng rồi. Ây em à. Cái đó chỉ đúng ở Việt Nam thôi chứ bên này không đúng nha. Dạ em ăn rồi. Còn thằng nữa, còn thằng nữa, còn thằng nữa. Đang qua gần mình nè. Gần lắm, gần lắm. Nhà vuông, nhà vuông. Nhà chó vuông á. Không biết chơi thì em đâu chơi với anh đâu đúng không? Em không chơi với người bạn hay thực sự luôn. Tại sao? Em thích là người bình thường. Nhiều có nhiều pha lâu lâu được một pha đùa đùa hay like á. Bạn hay có lâu thích đâu. Em đang nói em mà. Ừ, nhưng mà em đùa mãi cũng không được một pha nào. Cho thằng chơi. Thằng ông nói thằng không chơi.
Vậy mà giáo nói thức tới sáng nghe nghe Na hát. Sao sao? Tao nói luôn à. Mình nói được mình làm được nha, lớn rồi nha. Giờ 97 mà. 99. 99 hả? Chín chín vậy nói là nhỏ hơn Na luôn. Ai nhiều? À, 97. Này, này thì anh, này thì anh nè. Này thì anh nè. Không phải là cầm M24 mà mình có băng đạn M24. Thôi bạn, thôi được. Người yêu 95 mà. Đâu yêu 99 mà. 95 ai nói, ai nói mình 95 vậy? 99 bằng tuổi mình đó. Fuck, nói gì? Mình cũng muốn được 95 lắm á. Kia bằng tuổi mình mà, 99. Ok, ok. Ủa nào mà ví dụ như ví dụ như Gheo nhỏ hơn Nam mà Gheo kêu bằng em được không? Thính kìa. Muốn kêu sao cũng được. Good rồi. Ở đây có ca này. Đúng. Tại sao? Tại sao em lại nói muốn kêu sao cũng được? Thì người em ta là, dễ chịu. Em là con gái em phải có lập trường chứ. Em là nếu mình là con gái mình đâu phải dễ dãi không vậy đúng không? Ủa Na đâu vậy? Ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Vậy là gần mình rồi, gần mình rồi, gần mình. Vĩnh Long là đâu? Từ mình từ mình lên Vĩnh Long có 1 tiếng hả? Ồ Vĩnh Long giờ dưới miền Tây hả? Ừ, miền Tây. Có đại chương trình diễn cũng cũng gần Cần Thơ luôn á. Ờ, gần mà. Ủa, cho em chấm chỗ nào đi Thơ? Đó, chỗ em chấm thì là chỗ em chấm đó. Ở ngoài biển, ngoài hồ à. Anh Thành nói em mang cái cây ca ra ngoài hồ em vứt. Anh hỏi em gần Vĩnh Phước không? Ủa sao biết anh tên Thành? Anh chưa giới thiệu không? Tại em có xem lại tin nhắn mà. Ờ, chứ mặt em nè, mà nói chứ mặt em nè. À, em lấy cái ốp hả? What the fuck, ốp? Bọn nó lấy à. Mẹ bọn nó. Lại giúp bọn nó đi. Mẹ nó. Đúng rồi. Mẹ nó. À sao em? Ờ à, đúng rồi, nãy giờ cũng nói mà. Xin tự giới thiệu, anh tên là Thành. Nói đây nè. Mình tên là Thành. Năm nay mình 22 tuổi. Xin tự giới thiệu. Mình tên. Xin tự giới thiệu. Mình tên là Riskit. Đã có 1 vợ và 1 con. 18 tháng. Chắc chắc vợ ngồi bên cạnh. Trời đúng rồi, đúng rồi. Ủa nãy giờ mình đâu phải là con người ham gái đâu mà chắc ngồi vợ ngồi bên cạnh. Xin đâu rồi. Xin dữ vậy. Ông bộ chưa thấy con gái xin bao giờ. Không, thấy mình biết Nina xinh rồi đó nhưng mà bớt xíu được. Phải nói là thầy cũng đã xinh nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy ai xinh như Nina. Ủa? Cảm ơn anh. Ủa anh thầy em 6 tháng trước gọi là ai? Thành à? Thành Thề à? Ờ anh Thành. Ờ thương, em có cầm bè không? Còn cầm bè không? Còn còn. Nó chạy đâu ạ? Nói gì mà hành chơi được 6 tháng trước luôn. Chắc nó trong khu nhà này nãy em vừa mới thấy. Lâu rồi đó. Ủa nãy giờ sao mà được một kill ta? Thì nè. Có giới thiệu thằng Apka nào? Ừ, chắc gì. Ủa mà thường hồi nãy Rayleigh là sao mà tôi không tin 22 tuổi rồi. Rayleigh? Ai chưa thấy người nước ngoài là tiếng Anh bao giờ à? Mẹ em chưa thấy anh 22 tuổi, không tin anh 22 tuổi nên sao? À, ý anh là ừ. Nếu mà anh 22 tuổi thì anh của tụi em rồi. Nick
Bên chỗ chấm trời này xịn không ốp ở dưới nhá xịn có 13 viên đạn ốp nhá xịn ui ốp đằng sau ui bao này còn 33 thằng chơi đủ ghê vậy sợ quá đúng không không thấy nó đâu trời nghe tiếng súng mà không thấy nó đâu rồi nó chạy tới này nó chạy dưới nhà chó hướng nó cũng có thằng kẹp bò phải đây. Có thằng bò phải đội với tôi yêu cô này khúc hết rồi đội với cô anh ấy có thể là đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc xác hả trời nỗi đau vỡ nát cả bầu trời anh ngay là tận cất đôi phút thôi cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt ngày dông bão đi qua vô tình màn hạt nắng phai điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương cô có thể đến bên anh ấy đôi mắt tôi làm ơn hãy
đâu đâu finally kill. Finally kill này. Má thở đi ngủ. Bye. Ồ, hết rồi hả? Thôi tới hành kiếm chứ. Ghê uống nghỉ mà. Thôi nghỉ mẹ luôn đi, chơi gì mà. Nghe nhạc thôi. Ngồi đây nghe nhạc thôi. Bài để nghỉ. Cao lên thôi. Xuống bò rồi. Bên trái. Bên chỗ bên trái á. Ngay cục lửa bên trái. Một bắn bốn. Một bắn bốn. Di chuyển đi em. Hay rồi. Tự nhiên anh nữa đôi mắt này xỏ xuống từng lớp lớp.